Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng với các nội dung chính sau đây. Các đơn vị nhà thầu tập trung thi công bảo đảm tiến độ công trình trung tâm chính trị hành chính và trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố dự kiến khánh thành vào dịp 13 tháng 5 năm 2025. Đoàn Thanh niên Khu Kinh tế Hải Phòng triển khai nhiều công trình phần việc thanh niên thiết thực chăm lo đời sống cho người lao động. Cùng nhiều thông tin đáng quan tâm khác, sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, theo tinh thần nghị quyết số 45 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Hải Phòng đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045, và nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 đến năm 2025 sẽ hoàn thành việc di chuyển trung tâm chính trị hành chính thành phố sang khu vực phía Bắc sông Cấm. Trung tâm chính trị hành chính và trung tâm hội nghị biểu diễn thành phố được kỳ vọng sẽ là một biểu tượng mới cho sự phát triển của thành phố Hải Phòng. Đây sẽ là một trung tâm của một khu đô thị hiện đại, năng động, thịnh vượng bậc nhất tại khu vực phía Bắc nói chung và tại thành phố Hải Phòng nói riêng trong thời kỳ đổi mới. Năm 2016, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm, huyện Thủy Nguyên trên diện tích 317 ha với tổng mức đầu tư gần 10.000 tỷ đồng. Trong đó, chi phí giải phóng mặt bằng là gần 2.600 tỷ đồng, xây dựng cầu Hoàng Văn Thụ hơn 2.000 tỷ đồng, xây dựng các hạ tầng khác gần 5.000 tỷ đồng. Ngay sau khi hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới Bắc sông Cấm cơ bản hoàn thành, thành phố đã triển khai xây dựng hai công trình quy mô tầm vóc lớn là trung tâm chính trị hành chính và trung tâm hội nghị biểu diễn với tổng vốn đầu tư là 4.800 tỷ đồng. Hiện nay, cả hai công trình đang được nhà thầu là Tổng Công ty 39 Bộ Quốc phòng thực hiện với tiến độ rất khẩn trương. Tại dự án Trung tâm Chính trị Hành chính, đến nay, giá trị khối lượng ước thực hiện đạt khoảng hơn 70% hợp đồng. Thời điểm này, nhà thầu tập trung rất cao thi công gói thầu lắp đặt mặt dựng với khối lượng rất lớn, gồm khoảng 40.000 m2 mặt dựng và 32.000 m dài bưng ngang. Công việc khó, đòi hỏi kỹ thuật cao, thời tiết nhiều thời điểm bất thuận, nhưng nhà thầu là Công ty Cổ phần Mặt dựng CAG đã chủ động kế hoạch duy trì nhịp độ thi công liên tục và khẩn trương trên công trường. Đối với Trung tâm Hội nghị biểu diễn có sức chứa 1.500 chỗ ngồi, hội trường đa năng với gần 5.500 chỗ ngồi, phòng họp bàn tròn với 100 chỗ ngồi và hơn 10 phòng họp nhỏ có từ 20 đến 100 chỗ một phòng, đủ điều kiện tiêu chuẩn để thành phố tổ chức các hội nghị, các cuộc biểu diễn với quy mô lớn mang tầm quốc gia và quốc tế. Hiện công trình này cũng đang được thi công rất quyết liệt. Tiến độ thì bây giờ là về phần thô là đã xong hoàn toàn phần thô rồi. Đấy, bây giờ là tất cả là đang đi vào công tác hoàn thiện. Tất cả là mình đắp nền sân này các thứ là mình đã làm cơ bản rồi. Bây giờ là nặng nhất là phần kết cấu mái, kết cấu thép này. Thì bây giờ đã gia công tại xưởng là được là 100% rồi. Thế bây giờ đem đến lắp đặt thì là hiện nay đã lắp đặt được khoảng tầm 70%. Tiến độ bàn giao là sẽ bàn giao cho thành phố là vào quý 1 năm 2025. Trong suốt quá trình thi công, dự án nhận được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo thành phố. Ban quản lý dự án phát triển đô thị và đầu tư công trình xây dựng dân dụng Hải Phòng đã tích cực chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc, thiết bị phục vụ thi công liên tục, không có ngày nghỉ. Và với nhịp độ thi công khẩn trương như hiện nay, các dự án sẽ hoàn thành đúng tiến độ. Đây là hạng mục cốt lõi trong quy hoạch phát triển không gian đô thị về hướng Bắc, cũng là nền móng xây dựng thành phố mới Thủy Nguyên, định hướng trở thành động lực phát triển của cả nước. Việc xây dựng hai trung tâm lớn này được coi là bước ngoặt trong định hướng mở rộng không gian đô thị về hướng Bắc của thành phố, góp phần hoàn thiện đồng bộ cảnh quan kiến trúc khu vực đô thị mới Bắc sông Cấm theo hướng đồng bộ và hiện đại, mang tầm quốc tế. Cả hai công trình dự kiến khánh thành dịp 13 tháng 5 năm 2025, thiết thực chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày giải phóng Hải Phòng, Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2030. Cũng thời điểm đó, Trung tâm Chính trị Hành chính thành phố sẽ chính thức di rời sau hơn một thế kỷ trên vị trí hiện tại bên bờ sông Cấm. Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường từ đường tỉnh 354 huyện Tiên Lãng đến quốc lộ 10 đoạn đi qua huyện Tiên Lãng liên quan đến gần 20 ha đất của 3 tổ chức và 530 hộ dân cần được giải phóng mặt bằng. Tính đến nay, Ủy ban nhân dân huyện đã hoàn thành giải phóng 8,92 ha, đạt 45% kế hoạch bàn giao cho chủ đầu tư.
Đối với diện tích còn lại của 3 tổ chức và 256 hộ dân, Ủy ban nhân dân huyện tập trung cao chỉ đạo phấn đấu sớm hoàn thành việc giải phóng mặt bằng, bàn giao đơn vị thi công thực hiện dự án bảo đảm tiến độ. Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố sớm ban hành các quyết định quy định đơn giá liên quan đến cây trồng, vật nuôi thủy sản, chi phí đầu tư trên đất và mặt nước nuôi trồng thủy sản, vật kiến trúc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng khi nhà nước thu hồi đất. Đây là cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường khi kể từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, Luật Đất đai 2024 có hiệu lực thi hành. Trong thời gian này, Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn nơi dự án đi qua tiếp tục vận động các tổ chức cá nhân ủng hộ chủ trương thực hiện dự án, đồng thuận với phương án bồi thường, hỗ trợ khi được phê duyệt, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để nhà thầu triển khai thi công các hạng mục dự án. Từ đầu năm đến nay, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh khu kinh tế Hải Phòng đã phát động triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, chăm lo, đồng hành với thanh niên các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn thành phố. Qua đó đã nâng cao đời sống văn hóa, đồng thời thúc đẩy tinh thần xung kích tình nguyện trong thanh niên. Hiến máu tình nguyện là một trong những hoạt động cộng đồng nổi bật trong mùa hè năm nay, được Đoàn Thanh niên khu kinh tế phối hợp với các đơn vị triển khai. Nhờ sự tạo thuận lợi của công ty LG Display, hoạt động hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ 2024 thu về ít nhất 800 đơn vị máu, góp phần không nhỏ vào ngân hàng dự trữ máu của thành phố phục vụ cứu chữa người bệnh. Đây là một trong những chương trình được Đoàn Thanh niên tổ chức thường xuyên định kỳ tại công ty và cũng là một trong những chương trình rất là nhân văn. Chương trình Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2024 cũng là một trong những chương trình trọng tâm tiêu biểu của Đoàn Thanh niên khu kinh tế. Hiến máu tình nguyện cũng như các hoạt động khác thì cũng đều được sự quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ của tập thể ban lãnh đạo công ty. Để triển khai hiệu quả các hoạt động trên, phải kể đến tinh thần tiên phong, xung kích và đi đầu trong các phong trào tình nguyện của cán bộ, nhân viên, người lao động, mà trước hết là các đoàn viên thanh niên. Bên cạnh hiến máu tình nguyện, thanh niên khu kinh tế cũng tích cực trong nhiều hoạt động cộng đồng khác. Trong năm 2024, thì công tác đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn khu kinh tế cũng đã được triển khai sâu rộng, đã tổ chức được ngày hội việc làm, đại nhạc hội âm nhạc cho thanh niên, hưởng ứng các chương trình đăng cai toàn quốc, tháng thanh niên công nhân, các hoạt động và phong trào của tập đoàn thì cũng đã tập trung về hướng về người lao động của nhà máy, đặc biệt là trao tặng các suất quà nhân các dịp những ngày lễ lớn, các phần quà ý nghĩa thiết thực gửi tặng đến thanh niên công nhân cũng như con em công nhân. Ngoài ra, Đoàn Thanh niên khu kinh tế cũng tích cực phù hợp với các công ty tổ chức các hoạt động an sinh xã hội đối với các địa phương như các khu vui chơi cho thiếu nhi. Đoàn viên thanh niên là lực lượng có khả năng sáng tạo trong sản xuất và đời sống xã hội, thích ứng nhanh với cơ chế mới và tiếp cận nhanh với khoa học tiên tiến, công nghệ hiện đại, có vai trò quan trọng quyết định tốc độ phát triển của doanh nghiệp, thành phố, đất nước. Việc Đoàn Thanh niên khu kinh tế tích cực tranh thủ sự ủng hộ của cấp trên, đẩy mạnh thành lập tổ chức đoàn trong doanh nghiệp, triển khai nhiều công trình phần việc thanh niên, thiết thực chăm lo đời sống người lao động đã góp phần phát huy sức trẻ trong mỗi đơn vị doanh nghiệp. Ủy ban nhân dân huyện Kiến Thụy vừa tổ chức hội thi dân vũ thể thao năm 2024, chào mừng kỷ niệm 80 năm ngày thành lập chi bộ Đảng Cộng sản đầu tiên của huyện, chào mừng cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9. Hội thi có sự tham gia của 18 đội dân vũ thể thao đến từ 18 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Mỗi đội thi gồm từ 15 đến 20 người là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, nhân dân, hiện đang sinh sống, học tập, làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp, trường học, các xã, thị trấn của huyện. Tại hội thi, cùng với sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả, các đội thi đã cống hiến những màn trình diễn sôi động, được dàn dựng công phu. Đây cũng là dịp để phụ nữ huyện Kiến Thụy thể hiện tài năng, vẻ đẹp, sự sáng tạo và cũng là cơ hội để chị em phụ nữ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam thời đại mới, tạo không khí thi đua xây dựng huyện Kiến Thụy ngày càng giàu đẹp, văn minh. Kết quả hội thi, đội thi dân vũ thể thao đến từ thị trấn Núi Đối và xã Tân Phong đã giành giải xuất sắc. Ban tổ chức cũng trao 3 giải ba, 6 giải nhì và 3 giải nhất cho các đội tham gia hội thi. Những thông tin về dự báo thời tiết sẽ kết thúc bản tin thời sự sáng nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.